Ok, hello anh em, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại rồi đây. Như mọi khi thì ngày hôm nay vẫn sẽ là thông tin về tựa game Genshin Impact. Đầu tiên sẽ là thông tin về những vũ khí mới sẽ xuất hiện ở trong trò chơi. Và anh em lưu ý nha, những vũ khí này sẽ xuất hiện ở trong phiên bản 1.3 và cả ở vùng đất Inazuma nữa, chứ không phải là một phiên bản nó ra hết nhiều đây đâu. Đáng chú ý là set Moras, Bakufu và set Monstack được nhiều người tin rằng nó sẽ xuất hiện ở trong phiên bản mới 1.3. Ui, cái này thì mình cũng chịu, bỏ tay. Nhân vật mới trong phiên bản 1.3. Đến giờ có lẽ là nhân vật được mong chờ nhiều nhất, đó chính là Xiao. Anh chàng này thì đã nổi tiếng từ cái phiên bản thử nghiệm của Genshin Impact rồi. Và cho ai yêu thích nhân vật này thì tin vui đây. Theo nguồn tin từ NepNep, một nội bộ của Genshin Impact, thì Xiao sẽ có thể xuất hiện ở trong phiên bản 1.3, tức là vào đầu tháng 2 năm sau. Ok, Xiao thì nhà người người đều muốn lấy về rồi. Tiếp theo đó là nhân vật 5 sao mà có lẽ như là nhiều người không hứng thú lắm, đó là nhân vật Hu Tao. Nhân vật này mặc dù vẫn chưa được phát hành, nhưng mà đã đón nhận được một lượng anti-fan khá là to, chủ yếu đến từ fan của cô nào Loli, Quy Quy. Còn nếu mấy ông hỏi vì sao thì lý do đó khá là chuối nhé. Chả qua là cô nàng Hu Tao, nhân vật mới của chúng ta, muốn chôn em Quy Quy thôi mà. Còn nếu như mà mấy ông đang thắc mắc về một nhân vật có tên là Quay Quay, mang trọng kiếm và xả hệ điện, thì những người ở trong cuộc đã lên tiếng rằng Quay Quay là một bản dịch sai, nên là thông tin ngay sau đó đã bị loại bỏ ra rồi. Đi kèm với hai nhân vật 5 sao, tất nhiên là phải có phụ tá rồi. Đó là một nhân vật 4 sao, xài pháp khí và mang thuộc tính thủy, tên là Mimi. Nhân vật này là một pháp sư hệ gió, 4 sao. Nhưng mà điều đó không làm tôi quan tâm. Cái tôi quan tâm nhất là ở trong phiên bản mới đây sẽ cập nhật, lần đầu tiên game sẽ cập nhật một nhân vật hệ cỏ. À không, gọi cho nó thân thiện thì là hệ mộc. Đó chính là một pháp sư hệ mộc có tên là Giao Giao. Nhân vật này được dự kiến sẽ là một nhân vật khá là tiềm năng đấy. Còn vì sao tôi lại nói như vậy thì tôi sẽ để ở một video riêng. Chứ nói bây giờ lại mất hay. Nhảy. Và cuối cùng sẽ là một vài tính năng mới của tựa game Genshin Impact. Tôi thấy cái tính năng này nó khá là hay. Nếu như mà anh em muốn đột phá một nhân vật thuộc hệ bất kỳ, ở đây tôi ví dụ là hệ lửa đi, mà mấy ông lại không có mã não chảy, nhựa cô đặc thì không có, nhựa nguyên chất thì hết sạch, nhựa dễ vỡ thì xả rồi, mà nguyên thạch thì cũng hết luôn rồi, thì mấy ông sẽ làm thế nào? Mà trong túi lại còn một đống nguyên liệu để nâng cấp hệ băng. Ok, đây chính là giải pháp. Nghe báo là item này có thể giúp cho các nguyên liệu có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các hệ để mà anh em có thể dễ dàng đột phá nhân vật hơn. Và tất nhiên không chỉ dừng lại ở những chức năng này đâu, mà có lẽ là còn những chức năng khá là thú vị khác mà mình sẽ cập nhật ở trong những video tiếp theo. Thì bởi vì video hôm nay mình chỉ cập nhật được nhiều đó thông tin thôi. Ok, nếu như anh em thấy video hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh giúp mình đạt được 10.000 người đăng ký nha. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.